Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong phòng chống dịch COVID-19, toàn thể lãnh đạo, ban huấn luyện, cầu thủ và nhân viên công ty cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An nghiêm chỉnh chấp hành các quy định được đưa ra. Chúng tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ làm theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để cùng nhau đẩy lùi COVID-19. Hết sức bình tĩnh và tuyệt đối cảnh giác, không gây hoang mang khi tiếp nhận những thông tin về COVID tại địa phương. Tuyệt đối mang khẩu trang và xả khuẩn thường xuyên, thực hiện tối đa giãn cách. Thực hiện việc sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, hạn chế tối đa ra ngoài nếu thực sự không cần thiết. Khai báo y tế trên tờ khai y tế.vn hoặc khai báo y tế trên ứng dụng Bluezone tại địa chỉ bluezone.gov.vn. Nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm COVID-19 khác, hãy đến ngay cơ sở trung tâm y tế gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời. Việt Nam có lên, Nghệ An có lên, chiến thắng COVID.